Đấy, một cái nhà sàn như này các bạn biết mua cái cốt về bao nhiêu không? Có 18 triệu trở về đến đây. Thì cái cốt gỗ như này này thì là tận dụng lại này, còn một số cái là mới. Lan can này mới. Và mua cái 18 triệu đấy là chủ yếu là cái cốt mà các bạn nhìn thấy cái màu máu kia không? Đấy. Thì hoàn thiện một cái nhà như này nó chỉ khoảng mất khoảng tối đa là khoảng 200 triệu cả nội thất thôi. Thế nên là nếu mà mua nghỉ dưỡng để đầu tư những cái này vào kinh doanh ấy thì chi phí cũng không quá cao đâu. Đấy, mà một buổi các bạn cho thể thuê được thì nó đã rơi vào khoảng 4 đến 5 triệu thuê một cái nhà như này một tối rồi. Đấy. Nếu mà biết tận dụng thì có rất nhiều cách để chúng ta kiếm được tiền. Đấy. Đấy, mua mấy cái này thôi, chỉ cần là cái khung thôi. Còn về chúng ta sẽ phải làm thêm những cái nội thất khác. Đấy, và đưa vào hoạt động. Đó. Đây là một mô hình nhá, mình đang đi thăm một số cái mô hình để triển khai cho Trung Thực Land giai đoạn sắp tới.